Tổng thống Zelensky lên tiếng sau vụ lãnh đạo đảng Tân phát xít bị bắn chết. Ukraine rút khỏi cứ điểm Progress phía tây Abkhazia. Anh Bác đề xuất giúp Ukraine tập kích Nga. Cuba tuyên bố quốc tang tưởng niệm tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Người đàn ông bị bắt vì dọa giết ông Trump và phó tướng. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế tối được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình là những tin tức liên quan đến chiến sự Nga-Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã bình luận về vụ cựu nghị sĩ Ukraine Irina Faryon bị bắn. Ông cho biết Bộ trưởng Nội vụ Iho Klimenko và Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine Vazimaliuk đang tích cực truy tìm kẻ tấn công Irina Varyon. Theo lãnh đạo chính quyền Kiev, tất cả lực lượng cần thiết đã được huy động để làm rõ hoàn cảnh của vụ án này. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cũng đã lên tiếng và gọi đây là một vụ khiêu khích và tấn công vào các nguyên tắc dân chủ. Theo ông, bạo lực không phải là cách thức để giải quyết mâu thuẫn và chống lại những tư tưởng khác biệt. Klitschko nhấn mạnh rằng hành động này là một thách thức đối với cơ quan thực thi pháp luật, dân chủ và sự ổn định của đất nước, đồng thời nhấn mạnh rằng cần phải điều tra vụ việc một cách kỹ lưỡng và đảm bảo minh bạch kết quả điều tra với công chúng. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Iho Klimenko cho biết, lực lượng thực thi pháp luật Ukraine đang xem xét nhiều giả thuyết liên quan đến vụ sát hại cựu nghị sĩ Ukraine Irina Faryon thông qua kênh Telegram. Ông viết rằng những giả thuyết chính đang được xem xét lúc này là mâu thuẫn cá nhân và hoạt động xã hội chính trị của bà Farion. Ông Klimenko cũng không loại trừ khả năng đây là một vụ ám sát có chủ mưu. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cũng cho biết một số camera giám sát tại hiện trường không hoạt động do đang trong đợt cắt điện luân phiên. Như chúng tôi đã đề cập, bà Farion là thành viên của đảng Svoboda do các nhân vật tân quốc gia lãnh đạo. Khi còn ở quốc hội, bà đã ủng hộ lệnh cấm hoàn toàn việc sử dụng tiếng Nga ở Ukraine. Đường lối cứng rắn này đã khiến bà lâm vào mâu thuẫn với những người theo chủ nghĩa dân tộc khác. Tháng 11 năm ngoái, Varion nói rằng các thành viên nói tiếng Nga của Azov không phải là người Ukraine đích thực, khiến Maxim Zorin và Bohadan Krotevich, hai cựu binh của đơn vị phát xít mới khét tiếng phẫn nộ. Trường Bách Khoa Lvov, nơi Varion đang giảng dạy vào thời điểm đó đã sa thải bà vì những bình luận này. Bà đã được phục hồi chức vụ theo lệnh của tòa án vào tháng 5 năm nay. Moscow đã nhiều lần lên án luật Ukraine hạn chế sử dụng tiếng Nga và các chính sách nhằm làm xói mòn mối quan hệ văn hóa và lịch sử với quốc gia láng giềng tổng thống vladimir putin đã trích dẫn việc kiev phi nga hóa và đồng hóa cưỡng bức những người nói tiếng nga hơn một phần ba dân số ukraine bởi kiev là một trong những nguyên nhân của cuộc xung đột hiện nay Dmitry Likovi, người phát ngôn của lực lượng Tavria của Ukraine trong một tuyên bố nóng cho biết, lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở tảng ngã sông Đơ Nhép, đặc biệt là ở khu định cư Kyrgyzstan. Tuy nhiên, hầu hết các vị trí chủ chốt ở Kyrgyzstan đã bị phá hủy hoàn toàn trước hỏa lực dữ dội và kéo dài của đối phương. Hoạt động của Ukraine thiết lập đầu cầu đổ bộ ở tảng ngã sông Đơ Nhép do Nga kiểm soát được coi là nỗ lực nhằm mở ra một mặt trận mới ở phía Nam để làm gián đoạn tuyến hậu cần của Moscow và giữ chân các đơn vị của Nga trong khu vực. Tuy nhiên, để thiết lập đầu cầu đổ bộ, quân đội Ukraine cần phải thực hiện các cuộc vượt sông nguy hiểm, dễ bị cản trở về mặt hậu cần và khó tạo ra bước đột phá nhanh chóng. Những binh sĩ Ukraine vượt sông bằng thuyền đã trở thành mục tiêu tấn công dễ dàng của máy bay không người lái và súng cối của Nga. Khi đổ bộ lên bờ đông, họ không còn nơi nào để ẩn náu do vùng địa hình hầu hết là đầm lầy và không còn tòa nhà nào nguyên vẹn trong khu vực. Các binh sĩ Ukraine phàn nàn rằng việc đào hào hoặc đào hầm gần như không thể thực hiện được ở địa hình đầm lầy và khi Kronki chuyển thành một đống thạch vụn, họ chẳng có gì để bám víu. Một số chuyên gia quân sự cho rằng khi giao tranh ở Bờ Đông vẫn đang tiếp diễn, việc mất cư đơn kỳ có thể là hồi chuông báo tử cho chiến dịch vượt sông của Ukraine. Trở lại với một số thông tin về tình hình chiến trường Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga hôm qua thông báo quân đội nước này kiểm soát Yuriyivka, ngôi làng nằm ở phía đông bắc thành phố Avdiivka thuộc tỉnh Donetsk. Cơ quan này cho biết thêm, các lực lượng Nga tại khu vực từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 7 đẩy lùi 38 đợt phản công của quân đội Ukraine. Tổn thất của Ukraine ở đây trong tuần qua lên tới 2.215 binh sĩ, 11 thiết giáp, trong đó có 2 chiếc M2 Bradley, 2 xe M113 và 1 xe Marspro, cùng 26 xe cơ giới và 27 khẩu lựu pháo, theo Bộ Quốc phòng Nga. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine trong thông báo ngày 19 tháng 7 không nhắc tới làng Yuriyivka. Thay vào đó, cơ quan này cho biết Nga đã mở 13 đợt tiến công tại khu vực Donetsk. 11 trong số này đã kết thúc và 2 đợt tiến công đang diễn ra. Yuridivka là ngôi làng thứ hai thuộc tỉnh Donetsk mà Nga kiểm soát trong tuần qua. Trước đó, lực lượng Nga ngày 14 tháng 7 tái kiểm soát làng Urozhiner, ngôi làng chiến lược ở phía tây tỉnh Donetsk mà quân đội Ukraine phải mất nhiều tháng mới chiếm được trong đợt phản công quy mô lớn năm ngoái. Theo kênh Military Chronicles, kết quả hữu hình đầu tiên của bông hoa chiến thắng Ocheretino trên mặt trận Abdiivka được thể hiện bằng việc lực lượng Moscow đã chiếm được ngôi làng Progress. Việc từ bỏ Prokhorets là một trong những đợt rút chạy lớn nhất của lực lượng Kiev trong thời gian gần đây. Nhờ chiếm giữ Prokhorets, Nga giải quyết được cùng lúc hai vấn đề quan trọng. Thứ nhất, đánh sập cứ điểm phòng ngự Abdiivka trước đây của Kiev còn sót lại ở phía nam Ocheretino. Thứ hai, nó cho phép quân đội Nga chọn hướng tấn công mới. Nếu cần thiết, họ có thể mở những cánh hoa của cuộc tấn công cả về phía Bắc, về phía đường cao tốc T0504 và về phía Nam, trên hướng đường cao tốc E50, sau đó sẽ có thể tiến sát tới Selidov. Không có lựa chọn nào trong số này là tín hiệu tốt cho quân đội Ukraine vì lực lượng dự bị vốn đã ít ỏi của họ sẽ lại bị kéo căng ra để ứng phó với bất kỳ tình huống nào. Ukrainska Pravda đưa tin, dạng sáng ngày 20 tháng 7, báo động không kích đã được ban bố ở khu vực Kiev và âm thanh của một số vụ nổ lớn vang lên ở thủ đô. Lúc 1 giờ 8 phút, cơ quan quân quản Kiev phát cảnh báo về cuộc không kích ở khu vực. Người dân Kiev cho biết họ nghe thấy âm thanh của một vụ nổ ở thủ đô, Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết, lực lượng phòng không đang hoạt động chống lại các UAV của đối phương ở khu vực Kiev. Lúc 1 giờ 22 phút, cảnh báo không kích tiếp tục được công bố ở Kiev khi chính quyền báo cáo về mối đe dọa từ máy bay không người lái đối với thủ đô. Vào lúc 2 giờ 7 phút, cảnh báo đã được gỡ bỏ ở thủ đô và khu vực Kiev. Song song với cuộc tấn công của Nga và Ukraine, Kiev cũng thực hiện đòn trả đũa. Dạng sáng 20 tháng 7, Thống đốc vùng Rostov của Nga Vasily Golubiev cho biết lực lượng phòng không Nga đã tiêu diệt 26 UAV. Ông Golubiev tuyên bố không có thương vong và nói thêm rằng thông tin về hậu quả đang được làm rõ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết một máy bay không người lái cảm tử Lancet đã phá hủy hệ thống pháo tự hành Paladin M109 của Ukraine ở khu vực Kherson. Theo RT, các máy bay trinh sát đã phát hiện một vị trí pháo tự hành do Mỹ sản xuất được quân đội Ukraine sử dụng khi bị phát hiện hệ thống này đang bắn vào quân đội nga sau đó nga ngay lập tức triển khai không kích bằng máy bay không người lái một quan chức cho biết thêm sau đòn tấn công chính xác của máy bay không người lái cảm tử lan xét pháo tự hành của đối phương đã bị phá hủy bộ quốc phòng nga cũng đã công bố đoạn video ghi lại cuộc tấn công hình ảnh từ video cho thấy khẩu pháo tự hành bị máy bay không người lái cảm tử tấn công và chỉ sau vài giây khẩu pháo nổ tung các mảnh vỡ bắn ra nhiều hướng Tại diễn đàn An ninh Aspen ở Colorado mới đây, khi được hỏi liệu Mỹ có sẵn sàng nới lỏng hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ tấn công vào lãnh thổ Nga hay không, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Joe Sullivan cho biết ông không loại trừ bất cứ điều gì. Ông Sullivan nhấn mạnh. Khi xung đột tiếp diễn, chúng tôi sẽ vẫn duy trì sự hỗ trợ. Tôi không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi về tương lai, đồng thời giải thích rằng hoàn cảnh đã thay đổi. Nga đã phát động một cuộc tấn công mới trực tiếp qua biên giới hướng từ khắc cốp, và theo lẽ thường, Ukraine phải có khả năng đáp trả cuộc tấn công đó. Tuy nhiên, theo quan điểm của Tổng thống Joe Biden về việc Ukraine tấn công tầm xa vào Nga, cho đến nay vẫn chưa thay đổi. Trước đó, khi được phóng viên đặt câu hỏi tương tự, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết có một cuộc thảo luận đang diễn ra ở Washington về việc nới lỏng các hạn chế đối với Kiev, tuy nhiên ông không cung cấp thông tin chi tiết. Vào tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington thông tin rằng chúng tôi đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công các khu vực gần biên giới của Nga. Nếu họ có cơ hội tấn công Moscow, tấn công Điền Kremlin, liệu điều đó có hợp lý không? Không, chắc chắn là không. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ trích những hạn chế của phương Tây là điên rồ và tuyên bố Ukraine có thể tấn công bất cứ nơi nào ở Nga. Hồi cuối tháng 6, Ukraine tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa ATACMS, biến thể đạn chùm vào Sevastopol ở Crimea, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương. Nga quy trách nhiệm vụ tấn công này cho Mỹ. Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả các cuộc tấn công của Ukraine vào bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây là hành động gây hấn bộ trưởng quốc phòng anh john haley khẳng định london sẽ không giúp quân đội ukraine thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu bên trong lãnh thổ nga ông haley nói chúng tôi đang cung cấp vũ khí cho ukraine để họ có thể thực hiện việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ dù chúng tôi không loại trừ khả năng kiev có thể thực hiện các vụ tấn công nhằm vào nga bằng vũ khí do london cung cấp nhưng các vụ tấn công đó sẽ do binh sĩ ukraine thực hiện đây không phải là tuyên bố đầu tiên của một thành viên trong nội các Thủ tướng Anh Keir Starmer xoay quanh vấn đề liệu Ukraine có thể dùng vũ khí Luân Đôn viện trợ để tập kích lãnh thổ Nga hay không. Nghe bản thân ông Starmer cũng từng khẳng định Ukraine có thể tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa Storm Shadow nhưng chỉ với mục đích tự vệ. Ngày 19 tháng 7, đại sứ quán Nga tại London phản ứng sau khi thủ tướng Anh Keir Starmer mời tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky tham dự cuộc họp nội các Anh, một vinh dự hiếm hoi đối với một lãnh đạo nước ngoài. Đại sứ quán Nga cảnh báo rằng sự ủng hộ của Anh cho Ukraine sẽ chỉ làm trầm trọng thêm cuộc xung đột và tình hình thực tế tại Ukraine. Đại sứ quán Nga tuyên bố, bất kể các quan chức nói gì, đây không phải là về việc đầu tư vào an ninh châu Âu mà là về việc góp phần kéo dài xung đột và tàn phá Ukraine hơn nữa. Phía Nga cũng chỉ trích ông Stammer về những bình luận liên quan vị trí của Ukraine trong chương trình nghị sự của chính phủ Anh, cho rằng việc Thủ tướng Anh tập trung vào chính sách đối ngoại sẽ gây bất lợi cho các vấn đề nội bộ của đất nước trong các lĩnh vực như di cư, kinh tế, năng lượng và chăm sóc sức khỏe. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video cho thấy các lực lượng nước này bắn hạ xuồng không người lái của Ukraine ở Biển Đen. Cụ thể, trong chiến dịch truy quét giữa đêm, 10 chiếc xuồng không người lái hướng tới bán đảo Crimea đã bị vô hiệu hóa. Theo các quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Nga, xuồng không người lái trên biển đặt ra thách thức đáng kể so với phương tiện không người lái trên không. Xuồng không người lái có khả năng mang theo một lượng lớn chất nổ khiến chúng trở nên nguy hiểm hơn. Hiện loài xuồng không người lái tham gia vụ tấn công Crimea vẫn chưa được tiết lộ. Ukraine không ngừng cải tiến xuồng không người lái của nước này với việc tích hợp các công nghệ mới. Đặc biệt, một trong số chúng được trang bị các thiết bị phóng tên lửa không điều khiển. Mặc dù loại tên lửa này có độ chính xác thấp hơn so với tên lửa có dẫn đường, nhưng việc sử dụng hàng loạt các tên lửa đó có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng. Bộ Quốc phòng Nga ngày 19 tháng 7 cho biết hàm đội biển đen của nước này đã huấn luyện, chống lại các cuộc tấn công của tàu không người lái và những kẻ phá hoại dưới nước. Trong quá trình huấn luyện, thủy thủ đoàn của tàu tuần tra Raptor đã thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm các mục tiêu cỡ nhỏ tốc độ cao của đối phương bằng phương tiện của mình và phối hợp với hàng không hải quân. Khi tuần tra vùng nước ven biển, họ xác định được các tàu không người lái và tiêu diệt chúng bằng mô đun pháo tự động và vũ khí nhỏ. Việc tiêu diệt các mục tiêu diễn ra cách bờ biển 10 km, hỏa lực được thực hiện ở khoảng cách lên tới 2 km tính từ các thuyền. Ngoài ra, các phân đội quân sự của lực lượng đặc biệt chống phá hoại dưới nước của hạm đội Biển Đen đã tiến hành lặn xuống nước Tại đây, họ kiểm tra bãi đậu tàu và vùng nước lân cận để phát hiện và tiêu diệt mối đe dọa tiềm năng từ những kẻ phá hoại dưới nước và khai thác mỏ. Phản ứng trước tuyên bố của ông Donald Trump về khả năng giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine chỉ trong 24 giờ đồng hồ nhiều tái đắc cử, Nga và Ukraine đã lập tức đưa ra những nhận định đầy nghi ngờ về tính khả thi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đặt nghi vấn nếu có một người trên thế giới và người này là ông Donald Trump có thể chấm dứt cuộc xung đột trong 24 giờ, thì vấn đề đặt ra là cái giá phải trả là bao nhiêu. Tôi không có ý nói rằng ý tưởng của ông ấy là ép chúng tôi phải trả giá. Nhưng nếu ông ấy muốn làm điều đó trong vòng 24 giờ, cách đơn giản là buộc chúng tôi phải trả giá. Tổng thống Ukraine có lý do để hỏi về cái giá mà nước này phải trả cho một giải pháp như vậy, đặc biệt là khi ứng cử viên phó tổng thống Mỹ, song hành cùng ông Trump, là thượng nghị sĩ James David Vance. Ông Vance hồi tháng 2 đã thẳng thắn phản đối tăng cường viện trợ cho Ukraine, nhận định rằng Nga không gây ra mối đe dọa hiện hữu đối với châu Âu và Mỹ, cũng như châu Âu không thể cung cấp đủ đạn dược để đánh bại Nga ở Ukraine. Ông cũng từng cho rằng các ưu tiên chiến lược của Mỹ phải nằm nhiều hơn ở châu Á và Trung Đông. Nhiệt Phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng đặt câu hỏi về giải pháp hòa bình 24 giờ của ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa. Theo bà Zakharova, tuyên bố này cần được xem xét một cách thực tế. Điều phát ngôn cho biết Nga cũng từng nghe về lời cam kết của ông Donald Trump về các bước đi đột phá tìm hòa bình cho Trung Đông, cụ thể là cuộc xung đột Israel Palestine trong nhiệm kỳ tổng thống của mình trước đây. Tuy nhiên, điều này đã không thành hiện thực, thậm chí thảm kịch đang xảy ra. Nga cho rằng cần tách biệt những tuyên bố khi tranh cử của giới chức Mỹ với thực tế. Trước đó, đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzia cũng cho rằng cuộc xung đột Ukraine không thể được giải quyết chỉ trong một ngày. Theo thông cáo do nhật báo Kremlin đăng vào ngày 19 tháng 7, chủ tịch nước Cộng hòa Cuba đã quyết định tổ chức quốc tang tưởng niệm tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo thông cáo đăng trên nhật báo Kremlin, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, chủ tịch nước Cộng hòa Cuba tuyên bố. Lễ tang tưởng niệm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra từ 6 giờ sáng ngày 20 tháng 7 đến 24 giờ ngày 21 tháng 7 và quốc tang diễn ra trong cả ngày 22 tháng 7. Nhân dân Cuba vô cùng tiếc thương khi biết tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời. Thông cáo nhấn mạnh trong sự nghiệp chính trị lâu dài và thành công của mình, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những người xuất sắc nhất thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt anh em, tin cậy lẫn nhau giữa đảng, quốc hội, chính phủ và nhân dân hai nước. Trong thời gian quốc tang và lễ tưởng niệm diễn ra, các tòa nhà chính phủ và các trụ sở quân sự trên cả nước Cuba sẽ treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng. Theo thông cáo, cảnh sát thị trấn Jupiter, bang Florida cho biết một đối tượng là bà Michael Guzman đã bị bắt vào hôm 19 tháng 7 với cáo buộc đăng bài đe dọa giết người. Phía cảnh sát cho hay, sau khi điều tra thông tin và tài khoản Facebook của nghi phạm, các nhà điều tra phát hiện Westman đăng nhiều bài đe dọa nhằm vào ông Donald Trump và thượng nghị sĩ Jerry Vance, những người đã trở thành ứng viên tổng thống và ứng viên phó tổng thống, đại diện cho Đảng Cộng Hòa vào đầu tuần này. Nghi phạm cũng đe dọa gây tổn hại thân thể các thành viên gia đình Trump và Vance. Vụ bắt đối tượng Wisman diễn ra chưa đầy một tuần sau khi ông Trump bị ám sát hụt trong lúc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania, khiến sở mật vụ phải tăng cường giám sát chặt chẽ để đảm bảo an ninh. Theo cảnh sát ở Jupiter, họ đã phối hợp với sở mật vụ và văn phòng công tố viên hạt Palm Beach để điều tra Wisman. Cảnh sát cho biết họ chú ý tới nghi phạm sau những bình luận đe dọa trên mạng, cũng như người dân trực tiếp bày tỏ mối lo ngại. Phát biểu trong cuộc họp của các chỉ huy quân sự Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Gallant cho biết đã ra lệnh tăng cường các hệ thống phòng không. Ông cũng nhấn mạnh hệ thống an ninh sẽ tính sổ tất cả những ai tìm cách làm hại hoặc khủng bố nhà nước Israel một cách quyết đoán và đáng ngạc nhiên. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết, thiết bị bay không người lái UAV do Iran sản xuất tấn công Tel Aviv vào sáng sớm 19 tháng 7 đã được phóng từ Yemen. Trước đó không quân Israel tuyên bố sự việc trên lẽ ra không nên xảy ra và họ chịu hoàn toàn trách nhiệm về thất bại trong việc ngăn chặn vụ tấn công gây chết người trên. Không quân Israel cho biết họ sẽ tăng cường tuần tra bằng máy bay chiến đấu để bảo vệ bầu trời Israel. Và khoảng 3 giờ sáng ngày 19 tháng 7 theo giờ địa phương, tức khoảng 7 giờ sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một tòa nhà ở Tel Aviv khiến một người thiệt mạng và 10 người bị thương. Sau đó, người phát ngôn của Houthi, Jaja Sari, cho biết lực lượng này đã sử dụng thiết bị bay không người lái, loại mới có tên gọi Jaffa và đánh trúng một trong những mục tiêu tại Tel Vip. Trong một diễn biến nóng khác, báo Times of Israel cùng ngày 19 tháng 7 đưa tin phong trào Hezbollah đã phóng khoảng 65 quả tên lửa từ Liban vào miền Bắc Israel, sau khi một chỉ huy cấp cao của lực lượng đặc nhiệm Rwanda của phong trào này thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào ngày 18 tháng 7 hezbollah thừa nhận đã tiến hành các vụ bắn tên lửa trên và cho biết đây là phản ứng trước các cuộc tấn công gần đây của israel vào miền nam liban theo lực lượng phòng vệ israel một số tên lửa của hezbollah đã bị hệ thống phòng không vòng sắt bắn hạ trong khi những tên lửa khác rơi xuống các khu vực chống trải các máy bay chiến đấu israel đã tấn công các kho vũ khí của hezbollah ở belida và hula Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan ngày 19 tháng 7 cho biết đã cấp trích lục khai tử, giấy phép nhập cảnh cho thi thể của bốn nạn nhân, đồng thời theo dõi quá trình bàn giao thi thể cho gia đình. Thi thể các nạn nhân dự kiến được đưa về nước trong ngày 20 và 21 tháng 7. Đại sứ quán cũng hỗ trợ người nhà nạn nhân nhận lại tư trang do phía cảnh sát Thái Lan bàn giao và tiếp tục tư vấn, hướng dẫn các thủ tục lãnh sự liên quan. Đại sứ quán đã chuyển thông tin chi tiết đến các cơ quan chức năng trong nước đề nghị hỗ trợ thủ tục nhập cảnh thi hài. Sứ quán cho biết họ sẽ tiếp tục theo sát tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, làm rõ thông tin và triển khai tiếp các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Trong ngày, tình trạng ngừng hoạt động của các thiết bị máy tính chạy Windows được báo cáo ở nhiều quốc gia khác nhau. Dịch vụ đám mây của tập đoàn Microsoft cho biết, nguyên nhân gốc rễ của việc ngừng hoạt động công nghệ toàn cầu đã được giải quyết, nhưng một số hệ thống nền tảng đám mây Microsoft 365 vẫn có thể gặp sự cố. Microsoft cho biết nguyên nhân cơ bản của sự cố đã được khắc phục và một số ứng dụng cũng như dịch vụ Microsoft 365 đã được khôi phục về chức năng đầy đủ. Tác động còn lại vẫn đang ảnh hưởng đến một số ứng dụng và dịch vụ Microsoft 365, đồng thời bộ phận kỹ thuật của Microsoft 365 đang tiếp tục cung cấp biện pháp khắc phục. Trong ngày đã có báo cáo về tình trạng ngừng hoạt động của các máy tính chạy Windows ở các quốc gia khác nhau. Các ngân hàng quốc tế hàng đầu, hãng hàng không, cơ quan truyền thông và các công ty trong một số ngành công nghiệp khác đã báo cáo sự gián đoạn. Nhà phát triển giải pháp bảo mật thông tin CrowdStrike của Mỹ đã xác nhận có mối liên hệ giữa bản cập nhật mới nhất của phần mềm chống virus và các lỗi phổ biến trong hệ điều hành Windows. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh YouTube Thế giới Nghiêng. Xin được kính chào tạm biệt.